Lầu Đế Tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Diễn hành Auschwitz được tổ chức trước lễ kỷ niệm 80 năm khu ghetto Warsaw. Nhật ký trừ tà số 216, ác quỷ trả thù thánh nhân phép lạ thánh thể ngoạn mục được nhanh chóng công nhận tại Hà Lan và cuộc hành hương Stille Omgang. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Diễn hành Auschwitz được tổ chức trước lễ kỷ niệm 80 năm khu ghetto Warsaw hàng ngàn người đã tập trung hôm thứ Ba tại địa điểm cũ của Auschwitz cho cuộc tuần hành March of the Living, một cuộc tuần hành tưởng niệm Holocaust hàng năm diễn ra vào đêm trước kỷ niệm 80 năm bùng nổ, cuộc nổi dậy ở khu ổ chuột Quaso. Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã phát biểu tại sự kiện này, cảnh báo rằng những ý tưởng của những năm 1930 đang tái xuất hiện vào thời điểm một cuộc xâm lược vô nhân đạo của Nga đối với Ukraine vẫn đang hoàn hành. Ông gọi ký ức về Holocaust là một lời cảnh báo vĩnh viễn không thể bỏ qua. Thù ghét, định kiến, phân biệt chủng tộc, cực đoan, bài Do Thái, thờ ơ, ảo tưởng và khao khát quyền lực luôn rình rập, liên tục thách thức lương tâm của các cá nhân và quốc gia. Mattarella nói. Những người tham gia sự kiện này bao gồm những người sống sót sau thảm họa Holocaust, những người đã sống qua nội thống khổ ở Auschwitz hoặc một trong những trại tử thần khác nơi Đức Quốc xã tìm cách tiêu diệt người Do Thái ở Âu Châu và đã suýt làm được điều đó. Một số người tham dự, bao gồm cả những người đến từ Israel và Hoa Kỳ, lần đầu tiên đối mặt với thứ mà từ lâu đã trở thành một phần trong tâm trí họ. Tháp canh, tàn tích của phòng hơi ngạt và đống giày dép, vali và các đồ vật khác mà các nạn nhân đã mang theo trong hành trình cuối cùng của họ. Các lực lượng Đức đã lập ra trại Auschwitz sau khi họ xâm chiếm Ba Lan trong Thế chiến thứ hai và giết hết hơn 1,1 triệu người ở đó. Hầu hết là người Do Thái, nhưng cũng có cả người Ba Lan, các tù nhân chiến tranh Liên Xô và những người khác. Tổng cộng khoảng 6 triệu người Do Thái Âu châu đã chết trong Holocaust. Những người cao tuổi sống sót, một số khoác trên mình lá cờ xanh và trắng của Israel, tập trung dưới cổng với dòng chữ đầy mỉa mai: Abate March Fried, lao động giải phóng chúng ta, trước cuộc tuần hành. Sự kiện này cũng là một lễ kỷ niệm cho sự sống còn và cho nhà nước Israel và một số người tham gia đã vỗ tay và hát khi họ chuẩn bị diễn hành gần cổng. Cuộc diễn hành của những người đang sống diễn ra hàng năm vào ngày tưởng niệm Holocaust của Israel bắt đầu từ cổng đó và dẫn đến Birkenau, trại lớn cách đó 3 km, nơi người Do Thái từ khắp Âu Châu bị vận chuyển bằng tàu hỏa và bị sát hại trong các phòng hơi ngạt. Phyllis Greenberg Heidemann, Chủ tịch của cuộc tuần hành cho biết những người tham gia trẻ tuổi sẽ chịu trách nhiệm tiếp nối ký ức của các nhân chứng. Họ sẽ là tiếng nói của những người không còn tiếng nói một khi họ nhìn thấy và hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ, cô nói. Một số người tham gia đã lên kế hoạch đến Warsaw vào ngày hôm sau để dự các buổi lễ đánh dấu cuộc nổi dậy ở khu ổ chuột Warsaw vào năm 1943 với sự tham dự của các tổng thống Ba Lan, Đức và Israel. Cuộc nổi dậy là hành động phản kháng đơn lẻ lớn nhất của người Do Thái trong thời kỳ Holocaust và vẫn là một biểu tượng quốc gia mạnh mẽ của Israel. Hôm thứ ba, Bộ trưởng Văn hóa Ba Lan, Piotr Klinski, đã tham dự một buổi lễ mang tính biểu tượng, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển một bảo tàng dự kiến mở cửa 3 năm sau, bảo tàng khu ổ chuột Warsaw các quan chức đã chôn cất một viên nan thời gian chứa các kỹ vật và thông điệp cho các thế hệ tương lai trong khuôn viên của một bệnh viện nhi trước đây, nơi sẽ được đặt bảo tàng. Đức Tổng Giám mục Gansvay vẫn chờ Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đức Tổng Giám mục Georg Gansvay, bí thư của Đức Benedicto vẫn chờ Đức Thánh Cha Francisco giao phó một nhiệm vụ mới. Đức Tổng Giám mục Gansfai, người Đức, năm nay 66 tuổi, nguyên là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, phụ trách các buổi tiếp kiến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ngài chỉ mang danh chức vụ này, nhưng trong thực tế không làm việc. Sau khi Đức Benedicto qua đời hồi cuối năm ngoái, một số báo chí cho rằng Đức Tổng Giám mục sẽ được bổ nhiệm đi làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, bên Trung Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình ở Áo hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein nói rằng tin Ngài được bổ đi Costa Rica là tin thất thiệt và Ngài không biết gì về việc này. Đức Tổng giám mục cũng kể rằng trong buổi tiết kiến hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói với Ngài rằng tôi cần có thời gian để ủy thác cho Đức Cha một công tác mới. Trong buổi tiếp kiến đó, Đức Tổng Giám Mục đã trình bày cho Đức Thánh Cha về việc thi hành chúc thư của Đức Cố Giáo Hoàng. Ngài cũng nói với giới báo chí là hy vọng từ đây tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 28 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cho Ngài biết sứ vụ mới. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo tin tức thành Salzburg, số ra ngày 18 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục Gansweil bày tỏ lập trường chống lại việc giải quyết vấn đề độc thân giáo sĩ tùy theo từng vùng vấn đề này được đặt ra trong dịp thượng hội đồng giám mục miền amazon có nhiều nghị phụ đề nghị truyền chức linh mục cho những thổ dân có gia đình gọi là viri Property, những người nam chín chắn để giải quyết tình trạng kham hiến linh mục ở địa phương ngài nói những vấn đề cơ bản của giáo hội không thể được giải quyết khác nhau từ miền này sang miền khác điều này bao gồm cả vấn đề độc thân giáo sĩ Giáo hội phải công bố tin mừng một cách xác tín và coi trọng lời của Chúa Giêsu. Theo đó, con người có thể sống độc thân vì nước trời. Độc thân vẫn là một hòn đá vấp. Theo Đức Tổng giám mục Gansvay, Đức Tân Cha có thể cho phép những người Viri Propati làm linh mục. Nhưng nhiều lần, người tuyên bố coi độc thân là một hồng ân lớn của Chúa Kitô cho giáo hội. Đức Tổng giám mục Gansvay bác bỏ lập luận cho rằng người trẻ khó chấp nhận việc độc thân như một lối sống của linh mục ngài nói đó là một lời quả quyết không đứng vững hãy nhìn các nước khác ở các đại lục khác có sự phát triển các chủng viện và dòng tu cả tại âu châu những cộng đoàn trẻ có một số đông đảo người trẻ dù rằng bạn có thể nói đó là những cộng đồng bảo thủ Nhật ký trừ tà số 216, Ác quỷ trả thù thánh nhân. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề: Exorcist Diary Number 216: Demons Retaliated Against the Saints nghĩa là nhật ký trừ tà số 216, ác quỷ trả thù thánh nhân. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tuần trước, tôi đã kể lại kinh cầu các thánh mạnh mẽ như thế nào khi được sử dụng trong một cuộc trừ quỷ gần đây. Kết quả thật đáng kinh ngạc và dẫn đến sự giải thoát nhanh chóng cho một phụ nữ trẻ bị quỷ ám. Mỗi khi vị thánh được cầu, mỗi khi vị thánh được khẩn cầu và thánh tích của các vị thánh được đặt trên chán của người bệnh. Lũ quỷ liên tục la hét, không phải tên đó, không phải cái tên đó. Chúng hú lên đau đớn và nhanh chóng bị trục xuất. Chưa đầy một tuần sau, một trong những nhà trừ quỷ của chúng tôi, đồng thời là cha xứ của một giáo xứ, đã mang một số thánh tích của các thánh để anh chị em giáo dân tôn kính trong nhà thờ của mình. Trong nhiều năm, Ngài đã làm theo thông lệ này vào tháng 11 tháng mà chúng ta tôn kính các thánh và không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng năm nay, các di tích đã bị đánh cắp. Các camera an ninh cho thấy một người phụ nữ mặc áo khoác sẫm màu đã ngồi trước di tích một lúc. Sau đó, khi cô đến gần các di tích, thật khó hiểu là đoạn băng camera an ninh trắng bóc một cách không thể giải thích được trong 5 phút rưỡi. Đoạn băng sau đó cho thấy rằng các hộp đựng thánh tích chứa các thánh tích đã bị mở ra và các thánh tích đã bị đánh cắp, trong khi chính hộp đựng các thánh tích được trang hoàng lộng lẫy thì không bị lấy đi. Đầu tiên người ta có thể cho rằng đó là một vụ cướp đơn giản. Nhưng các hộp đựng thánh tích không bị đánh cắp và chúng lẽ ra phải là đối tượng của một vụ cướp. Ai lại đánh cắp một màu xương hoặc một Ai lại đánh cắp một màu xương hoặc những giọt máu của một vị thánh và để lại một hộp đựng thánh tích được trang trí công phu. Hơn nữa, các camera an ninh không hoạt động chính xác trong khi rõ ràng cô ta đang ăn cắp những thánh tích. Mặc dù chúng tôi không muốn đi đến kết luận, nhưng có nhiều khả năng đây là một hành động cố ý nhằm đánh cắp hai cốt của các vị thánh, chứ không phải là một vụ cướp đơn giản. Ngoài ra, trục trặc của camera an ninh vào chính xác thời điểm xảy ra vụ cướp cho thấy ma quỷ đã trực tiếp tham gia vào hành động này rất khó có khả năng người phụ nữ này có thể thực hiện được một kỳ tích kỹ thuật như vậy nhưng đó sẽ là nhiệm vụ đơn giản đối với lũ quỷ và nếu có liên quan đến ma quỷ thì rất có thể người phụ nữ này đã hành động theo lệnh của satan cô ấy có lẽ là tay sai của satan phản ứng của chúng tôi là gì Chúng tôi cầu nguyện cho sự hoán cải và cứu rỗi linh hồn của cô ấy. Chúng tôi cũng cầu mong những thánh vật này sẽ được trả lại. Sự trả đũa này của ma quỷ chống lại các thánh chỉ tái khẳng định niềm tin của chúng ta về tầm quan trọng của các thánh trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trong những ngày sắp tới, kinh cầu các thánh và thánh tích của các thánh sẽ giữ một vị trí hết sức quan trọng đối với chúng tôi trong các cuộc trừ quỷ. Cuộc đi bộ trong im lặng tại Hà Lan Cuộc đi bộ trong im lặng, tiếng Hà Lan là Stilo Umhang, là một nghi lễ không chính thức của giáo hội công giáo tại quốc gia này, thay thế cho các cuộc rước kiệu bị cấm sau cuộc cải cách tinh lành ở Hà Lan vào thế kỷ thứ 16. Trong các cuộc đi bộ trong im lặng này, cuộc đi bộ nổi tiếng nhất là tại thủ đô Amsterdam vào tháng 3 hàng năm. Cuộc đi bộ trong im lặng này tưởng niệm phép lạ thánh thể diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1345. Một người đàn ông hấp hối được ban mình thánh chúa và các nghi thức cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi rước lễ, ông bị nôn mửa. Theo các quy định của phụng vụ vào thời đó, mình thánh đã được đưa vào lửa để tiêu hủy, nhưng vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ diệu và được lấy ra từ đống tro tàn vào ngày hôm sau. Phép lạ này nhanh chóng được công nhận bởi chính quyền thành phố Amsterdam và Đức Giám mục stress và một nhà nguyện hành hương lớn đặt tên là Helix Stazer, nghĩa là thánh địa, được xây dựng trên nền ngôi nhà của người quá cố. Con đường từ nhà thờ chính tòa thành phố đến nhà nguyện này được gọi là Helix -taser. Ban đầu anh chị em giáo dân hành hương cá nhân vừa đi vừa lần chuỗi mân côi từ nhà thờ chính tòa thành phố đến nhà nguyện này. Sau cuộc cải cách tinh lành ở Hà Lan vào thế kỷ thứ 16, mọi cuộc rước sách đều bị cấm, nên thay vì hành hương cá nhân, các tín hữu công giáo đi thành từng nhóm như một hình thức rước kiệu nhưng không có các cờ xí ảnh tượng để khỏi bị bắt bớ. Ngày thứ tư đầu tiên, sau ngày 12 tháng 3, giáo hội tại Hà Lan mừng lễ Mirakafei, nghĩa là phép lạ thánh thể sau ngày thứ tư, các cuộc đi bộ trong im lặng sẽ diễn ra từ tối thứ bảy đến tối chủ nhật ngay sau ngày thứ tư đó. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lầu đế thua Jesus Christos ngợi khen chúa Jesus Kitô.